Cường Lào ơi, có một bạn con mình thử thách mà em thấy khá hay. Sao đấy? Đâu? Anh Chính có chiến nào? Đấy là anh có chiến thuật nào khắc chế khi đối đầu với Ngộ Không và team nhiều sát thủ không chế cứng không ạ? Không, ôi. Khiếp, thử thách cái gì mà đang hút thuốc lao, thử thách cái sao sao được. Nghèo đây. Đang phê thuốc lao từ nay mà các bạn thử thách thì ác. Ác thực sự đấy. Sao đọc 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 lại coi nào. Anh có chiến thuật nào khắc chế khi đối đầu với Ngộ Không và team nhiều sát thủ khống chế cứng không ạ? Chiến thuật đấy. Cái đấy đơn giản không, nhưng mà các bạn nhé, đã hút thuốc lao không được thử thách cho nhé. Được rồi, mình sẽ bạn nào. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái vị tướng mà đối đầu rất tốt với tất cả những cái các bạn thử thách. Let's go. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như tất cả các bạn đã comment những cái chiến thuật và những cái vị tướng khó chịu thì mình đã hồi đáp cho tất cả các bạn và clip này. Thì các tất cả các bạn và mình hãy cùng tham khảo một trận đấu. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khi chúng ta sẽ gặp bộ ba sát thủ và team nó thì mình nói thật các bạn nó rất là khó chịu. Khi mà hầu như vị tướng nào của nó cũng đều sẽ có khống chế cứng. Vậy một vị tướng Elandor này, mình tại vì sao mình không làm vị tướng khác mà mình lại nói về vị tướng Elandor này? Bởi vì rằng là Elandor nó rất phù hợp khi đối đầu với những vị tướng này. Chẳng hạn như Ngộ Không, Zuka, The Flash, Van Halen và Gidu. Đương nhiên rồi, nếu tất cả các bạn mà bị choáng một vị tướng choáng thì các bạn đồng nghĩa việc nằm xuống. Nhưng làm thế nào để có thể không bị chết khi bị choáng thì đó là cái điều rất khó và các bạn ở đây với mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn điều đấy. Đầu tiên khi các bạn đối đầu với Ngộ Không đi rừng thì các bạn phải hiểu, thứ nhất là chúng ta phải hiểu chất tướng. Elandor là một vị tướng mình không thể nói là phám nhanh nhất, nhưng mình khẳng định nó là một vị tướng kiếm vàng nhanh nhất trong tất cả các vị tướng đi rừng. Thậm chí Nagaroth kiếm vàng không bao giờ bằng ở giai đoạn đầu của Elandor. Vìn vào cái điểm mạnh của vị tướng Elandor đó ấy, thì mình sẽ tiền tận dụng phám đến tầm thứ 2 thứ 3 phút. Chắc chắn các bạn cứ phám cho mình từ 2 đến 3 phút các bạn sẽ áo vàng đang rừng nó. Và cách để đối đầu trực diện tốt nhất với một cái thằng sát thủ Ngộ Không bên kia ấy, thì chỉ có các bạn một cách các bạn. Đấy là mình nói chúng nhá. Mình không nói cá nhân, ví dụ cá nhân của mình kỹ năng, ví dụ mình tự tin kỹ năng ở mình cao hơn thì mình sẽ không quan trọng. Nhưng đối với tất cả các bạn kỹ năng Ngộ Không cao hơn chẳng hạn hoặc ngang bằng kỹ năng thì chúng ta như nào, chỉ có một cách là áo vàng. Đấy, Elandor thì như các bạn thấy mình đã phá một vòng rừng và đi xuống, thậm chí là mình sẽ ăn những cái tên lính đấy này. Dù tại là để cái phản ôi giời. Không, không, cái phá này thằng các bạn thông cảm nhé, Ngủ không biết biết Cơn Lao đang làm clip. Ngủ không biết Cơn Lao đang làm clip cho nên là hơi cổng đấy một chút để nhé, thông cảm. Rồi mình sẽ tiếp tục clip các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ vận dụng là tận dụng những cái con quái mà đừng mít nó bò ấy thì chúng ta sẽ phám. Và cái tiếp theo ấy và chúng ta sẽ phân tích. Đây, mình sẽ phân tích các bạn xem này. Khi đối đầu với Ngủ không thì làm thế nào để ế thằng đó win Ngủ không ạ? Đơn giản thôi, Ngộ Không nó sẽ đập mình bằng cái chiêu bá, sẽ gây choáng mình. Nhưng làm thế nào để không bị chết thì trước khi đối đầu với Ngộ Không ấy thì các bạn sẽ có hai cách để đối đầu với Ngộ Không. Thứ nhất, các bạn bị thế bị động ấy thì các bạn sẽ có cái chiêu bá đẩy thằng Ngộ Không ra. Hoặc khi các bạn chủ động ấy thì khi gặp Ngộ Không chắc chắn các bạn sẽ phải dùng một chiêu đầu tiên. Chẳng hạn mình thấy thằng Ngộ Không chuẩn bị vào mình nhá, mình sẽ dùng chiêu một trước. Đấy. Sau mình sẽ đánh, khi nào Ngộ Không chạm vào mình sẽ quay cả tài kích hoạt cái chiêu 1 hoặc kích hoạt chiêu 2 trước. Đấy là cái cách mà cái cách chủ động nó sẽ hiệu quả cái đối với Ngộ Không. Còn chắc chắn thôi, Elandor là một vị tướng đối đầu cực kỳ mạnh với những cái vị tướng tay ngắn các bạn nhé. Và mình khẳng định luôn nó sẽ đối đầu tay ngắn có tốt hơn cả thằng Hayate hôm qua mình làm cho các bạn clip. Đối với Zuka như nào ạ? Zuka thì không bao giờ sợ luôn. Chỉ cần hai cách đấy, các bạn sẽ đối đầu với tất cả những cái vị tướng tay ngắn. Đây, cái pha này từ từ bình tĩnh chưa ba? Rồi, ok, hay quá. Ngủ không làm gì? Đấy, các bạn, con chiếc một đứt lên. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy là một cái pha mình chỉ có là phản gánh nhẹ thôi. Ôi, cái gì đánh lát đấy? Em này phá anh không trượt phát đạo. Ôi, cái pha này bị dính rồi. Rồi, xong rồi. Ôi, chạy, từ từ, bình tĩnh. Đấy. Sớ quá là như nào ạ? Mình sẽ tận dụng 2 đến 3 phút. Đấy là phút từ từ rồi. Và 3 phút bắt buộc mình sẽ phải phám trong giai đoạn 3 phút và sẽ hơn vàng thằng Ngộ Không một chút này các bạn nhé. Giai đoạn đầu game các bạn hơn một cái trang bị nhỏ ấy là một cái vấn đề cơ sở các bạn nhé. Đấy, hơn nhiều lắm anh em ạ. Nếu mà đối những người mà kiểu chơi game kiểu giống như Gaga như mình ngày xưa ấy thì phải chung hơn một build thì chả quan trọng, nhưng đối với những người mà kỹ năng ngang nhau ấy, một build nhỏ nó rất là quan trọng. Cho nên cái việc mà Elandor là một vị tướng áo vàng, nó thậm chí áo vàng tất cả cái vị tướng đi phám cùng với nó ấy. Đấy, cho nên các bạn vận dụng điểm mạnh của Elandor. Từ 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 cái pha này đánh nhau là như các bạn từ từ bình tĩnh. Còn thực sự khi các bạn
gặp những vị tướng tay dài, Elendor mình khẳng định luôn một vị tướng đối đầu với các vị tướng tay dài nó rất là yếu. Thậm chí Elendor đi solo với những vị tướng xạ thủ quân lại, thậm chí nó kiểu cảm giác như là cùng 50-50 lắm, cũng không thể biết được như nào. Thứ nhất là Elendor nó máu rất là dày, rất dày các bạn nhé. Cho nên cái việc mà chúng ta đánh với tay dài nó rất là khó. Khi nào pick nên pick Elendor. Khi cùng giống như Hegete các bạn nhé, khi team địch có 2-3 vị tướng tay ngắn. Và Elendor một vị tướng đánh tánh cơ cũng khá tốt, chưa gọi là tốt lắm nhưng khá tốt các bạn nhá, như được cái nội tài sát thương phép của nó thì cũng là khá tốt rồi. Cho nên việc Elendor để chúng ta khi nào nên pick thì khi team địch có những cái vị tướng tay ngắn, 2 vị tướng rồi lên, thì lúc đó là thời điểm Elendor nó rất là tốt để có thể xoay sở được combat. Và khi có những chẳng hạn là Ghidu game này nhá, thực sự Elendor không thể khắc chế Ghidu đâu. Đó là mình nói thật, không bao giờ khắc chế được Ghidu đâu, bởi vì con Ghidu nó có rất nhiều choáng anh em ạ. Chuyện không thể, các bạn bị thằng Ghidu choáng một phát thì đồng nghĩa các bạn sẽ bị choáng thêm 1-2 phát nữa. Cho nên cái việc chúng ta sẽ né hết sức né thằng Ghidu, cách khắc chế Ghidu á, đó là với kỹ năng thôi. Đấy, kỹ năng thì mình có thể hướng dẫn được, nhưng mình chỉ nói một cách là các bạn nên cảnh nó. Đấy, còn cách khắc chế thằng Zuka và thằng Ngộ Không thì đấy, hai cách đơn giản các bạn nhé. Đó là khi các bạn biết được nó chuẩn bị bay vào các bạn ấy, thì các bạn sẽ sử dụng chiêu đầu tiên, chiêu 1 hoặc chiêu 2. Còn không các bạn bị đồng ấy thì các bạn sẽ dùng ngay cho mình chiêu 3, xong các bạn sẽ tải cái khoản chiêu 3 và bấm chiêu 1 chiêu 2 lột xi ngâu luôn đấy. Đấy là hai cách đối đầu với những cái vị tướng như vậy. Đấy thì nôm na rằng có những bạn rằng là anh ơi, có những cái chiến thuật nào khắc chế ABCC các thứ, thì nói chung hiện tại bây giờ các bạn đi đánh đơn, cho nên những cái chiến thuật của mình bay cho các bạn ấy chỉ là những cái vị tướng nào phù hợp với những cái chiến thuật của team địch. Như là team địch nó chơi 2-3 vị tướng như này thì mình sẽ cho tham mưu những cái vị tướng tốt nhất. Và còn chưa ba đây lao lên ôi chưa ba chưa ba chúc biển kia rồi lui về phát rồi sóc máy qua anh em ơi. Trời ơi thằng Zvlad nó đầu tư quá anh em ạ. Đấy cho nên là thực sự là ghi đủ nhá. Trong cái team này thì mình nói thẳng luôn, Van Heyin thì mình cũng có biết chắc chắn solo không, nhưng mình là người đánh trước thì mình sẽ quyết thằng Van Heyin. Nhưng mà nếu mà mình để thế bị động thì chắc chắn rất khó ăn Van Heyin. Cho nên là Elendor nó chỉ tốt với những cái vị tướng tay ngắn thôi, như Florentino này. Thực sự các bạn nhé, kèo ngang nhau thì Florentino rất khó ăn thằng Elendor. Và hầu như tất cả cái vị tướng sát thủ tay ngắn nhá, để mà kỹ năng ngang nhau đấy nhá, mình nói kỹ năng ngang nhau nhá, thì rất khó ăn thằng Elendor luôn. Trừ khi các bạn phải kỹ năng cá Elendor, các bạn phải hiểu thằng Elendor chơi gì thì các bạn mới giết được nó thôi. Còn không hầu hết rất khó. Đây cái phá này mình sẽ lao lên bắn này, bắn trước. Ôi rồi chết rồi, khả năng chết rồi. Từ khi nào gần đủ đám chiêu 2 rồi, chiêu 2 ok đủ đám đấy. Cho nên là xoay quanh nó một chút thì các bạn ôi rồi xong, vừa rồi xong đi máy quá, máy đóng xuống cho ba rồi. Lướt lại rồi, từ bình tĩnh chiêu hai con rồi bấm luôn, chơi luôn áo play đấy. Ôi bắn xưa, ôi rồi xong rồi chiêu một con nha, rồi bắn lui bay mấy chiêu một rồi tiếp tục ghi đủ chiêu hai con đấy. Ôi rồi kịp một cứu anh em ơi, tí mới cứu một cái pháo, mình thề các bạn nhá, một cái pháo hỏa cháo nhé, mình không bao giờ tin một cái pháo hỏa cháo này. Oh my god, không thể tin được. Ôi thôi các bạn không phải like đâu, bởi vì dù mình có nói hay là có cống hiến các bạn những cái pha nó đẹp như thế nào thì mình like thì xin rồi. Thực sự đây một trong những cái pha nó rất là lý thuyết đối với Cường Lao khi mà làm clip đấy anh em ạ. Anh em biết từ xưa giờ đấy bao nhiêu mega kill đấy các bạn, có thể like đâu. Cho nên anh em không được like nhá, bây giờ là cấm anh em được like nhá. Cái pha này chỉ là một cái pha lý thuyết đơn giản thôi anh em ạ, mình làm mẫu cho anh em xem một cái thôi. Thôi rồi, để quay lại một chút thì mình xin phép chốt lại một cái. Khi team địch có những vị tướng sát thủ và kèm theo khống chế cứng tay ngắn thì mình sẽ tham mưu các bạn một vị tướng Elendor, nó rất để cho các bạn tham khảo nhá. Đấy, và các bạn đừng quên rằng Cường Lao Nakalot đáp lại mọi chiến thuật, cho nên các bạn đừng quên rằng hãy comment những cái chiến thuật thật hay để mình và các bạn hãy cùng khắc chế những cái chiến thuật đấy các bạn nhá. Và các bạn đừng quên rằng một cái quan trọng nhá, một cái quan trọng là từ bình tĩnh để mình đánh cái phá này cái đá, bình tĩnh không được rồi, từ lao ra. Ôi tí vào khổng chế cứng này, 3-4 thằng khổng chế cứng một trổ bay bay bắn luôn, bắn. Ôi rồi thằng Ngộ Không đi nữa rồi, xong không kịp cũng tà ma luôn anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa, chỉ cần dịch một toán mà có 2 thằng ở đấy là chết, rất là nguy hiểm. Rồi cho mình nói tiếp một chút là anh em ơi, nếu anh em nào mà xem clip này rồi ấy, lỡ hoặc đáng xem ấy, thì mình hy vọng mong anh em thương mình bằng một cách thôi,
lần sau anh em xem clip của Mơ Sương, anh em hãy lên thanh tìm kiếm, anh em gõ chữ Mơ Sương ra và anh em xem những clip mới nhất. Đấy, chẳng hạn như 5 giờ trưa mỗi ngày mình sẽ cho ra clip, thì hy vọng anh em 5 giờ anh em đừng có vào kênh Mơ Sương, mà anh em phải gõ chữ Mơ Sương ở đến thanh tìm kiếm ấy, để giúp cho mình có lại được đề xuất anh em ạ. Hy vọng như vậy. Cho nên là mình thực sự là cái đợt này mình rất là chạy với anh em luôn, cực kỳ gọi là tâm huyết luôn. Những clip của mình ra thì nói chung là cái nội dung nó rất là trù phú mà hướng dẫn anh em chơi rất tuyệt vời. Đấy, cho nên hy vọng anh em thương mình thì hãy tìm chữ Mơ Sương ở đến tab cộng đồng anh em nhé. Và cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ thì anh em biết rồi, tầm bây giờ thì không còn cái gì để nói nữa, nhưng mình xin nhắc lại một chút này. Đối với kèo ghi đu ấy, Elan đó nó bị khắc chế rất là mạnh. Và Elan đó bị khắc chế như bị tướng sốc đám, chẳng hạn như ngủ không nhá. Như bạn sẽ phản bác rằng ấy, tao dù cá sánh tao nhảy ở mày mà không kịp thở luôn. Đúng, cái đấy là đúng. Tao mà ngủ không sánh đâu, tao choáng mày tao đập chết luôn. Cùng đúng các bạn nhá. Đúng, là có thật như vậy. Nhưng nhá, ai là người cầm Elan đó mới là quan trọng. chứ là thật các bạn, cái con gì mà chả giết được cái con gì, thậm chí cái thằng sơ pế là con giết được cái thằng đánh cớ. Đấy, ai giết được ai mà là quan trọng. Đấy, chỉ một cái pha combat gì chạch không thể nắm dê thôi, thì một cái pha combat nó thay đổi rất là nhiều rồi. Cho nên là anh em đừng có sân si làm gì cả, cứ xem tham khảo, hợp thì anh em xét, không hợp ít thôi. Cho nên nhiều khi anh em phản biện, có nhiều anh em phản biện mình rất cảm ơn, nhưng mà nhiều anh em phản biện kiểu cảm giác không có tí khoa học nói, kiểu phản biện theo cái kiểu gọi là cái kiểu sắm soi ấy, cái kiểu là như nào. Thôi rồi, ok, hẹn gặp anh em clip khác nha. Thằng ngủ không, tàu đập đi luôn đó. Ok, bye bye. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules.